Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì trước mặt mọi người đây á, là một con cá sấu quả tiễn. Thì trong clip trước á, mình đã làm một video cho nó ăn con cá chép rất là bự. Và mình không ngờ là nó có thể nuốt được nha mọi người. Con cá chép rất là lớn. Thì cái video đó cũng được khoảng hơn một tuần rồi. Và bây giờ con cá sấu này nó đã lớn hơn một chút xíu rồi nha mọi người. Cái hồ này có vẻ là hơi chật so với nó rồi. Thì sau video này mình sẽ dời nó qua một cái hồ mới, cái hồ lớn hơn để cho nó thoải mái. Đó, con cá sấu này nó lớn hơn rồi. Và bây giờ á, mình sẽ thử cho nó ăn lươn nha mọi người. Đây nè, mình có mua hai con lươn. Hai con lươn này là lươn để cho người ta bán để cho gà ăn, để cho bán mồi nha mọi người. Những con lươn nhỏ này á, thì được người ta sinh sản, người ta nuôi á. Thì nãy bây giờ mình bắt nó còn rất là khỏe, nhưng mà bây giờ nó đã yếu bớt rồi. Con cá sấu quả tiễn này thì nó đang rất là đói rồi. Thì để mình để cái tay vô đó, để cái tay lên cao thử nè. Đó là nó muốn nhảy lên, nó cắn cái tay mình luôn nha mọi người. Rồi cá sấu quả tiễn này nó rất là dữ. Đó đó đó. Thì ở trên đây mình có để một cái lưới rồi. Để bây giờ mình thử mình để cái tay lên trên đây coi nó có nhảy lên nó cắn không nè. Đó, nếu mà để gần xuống một chút xíu thì nó sẽ cắn đó nha mọi người. Nó đang trong tư thế chuẩn bị á. Con lươn này nó tính bò ra ngoài. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, mình cũng nóng lòng muốn xem con cá sấu quả tiễn này nó ăn như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ thả vô. Đây. Thử xem nó sẽ ăn con lươn như thế nào nha mọi người. Nó đã thấy rồi nhưng mà nó có vẻ là cũng không có ăn liền. Mình nghĩ nó đói thì nó sẽ ăn liền nha mọi người. Nhưng mà có vẻ là con mồi này lạ so với nó, nó không ăn liền nha mọi người. Để một chút xem thử nó sẽ làm gì. Mình nghĩ nó sẽ ăn thôi vì nó cũng rất là đói rồi. Đó, con lươn này thì không phải là đối thủ của con cá sấu quả tiễn này rồi, nhưng mà nó đã quay đầu rồi nha mọi người. Để xem khi mà con lươn này nó bò ra bên ngoài thì con cá sấu quả tiễn này nó sẽ làm gì. Đó, thì mình cũng thật sự là không hiểu tại sao con cá sấu quả tiễn này nó lại hiền khi mà có con lươn
bỏ vô trong hồ nha mọi người. Nó rất là đói rồi. Mình nghĩ thì trước sau gì nó cũng sẽ ăn con lươn thôi. Đó, con lươn đã bò ra ngoài, đang trong một vị trí rất là thuận lợi, rất là đẹp cho con cá sấu quả tiễn này nó táp một cái. Nhưng mà không biết tại sao con sấu quả tiễn này nó lại nằm im như vậy nha mọi người. Để mình ngồi đây mình đợi thử xem sao. Có thể là nó thấy máy quay thì nó sẽ nhát. Mình sẽ để máy quay ở đây và mình đi ra xa thử xem như thế nào nha mọi người. Wow. Sau một thời gian mình chờ đợi, cuối cùng nó đã cắn con lươn rồi nha mọi người. Wow. Wow. Nó đã cắn rất là nhanh. Mình không kịp quay. Đó thì mình nghĩ nó đói quá thì nó sẽ phải ăn thôi. Cho dù rất là sợ con lươn nha mọi người. Nó đã lấy hết can đảm của nó. Đó. Nó lấy hết can đảm của nó để nó cắn con lươn. Mình nghĩ nó sẽ phải ăn thôi. Nó không có sự lựa chọn khác nha mọi người. Ăn một là chết. Không chết sợ thì phải chết đói thôi nha mọi người. Đó. Thì trong một số clip trước mình cũng có nói cho mọi người biết là theo quy luật tự nhiên thôi nha mọi người. Mình tập cho nó ăn cái gì thì nó sẽ ăn cái đó thôi. Đó. Cảnh tượng này rất là hải hùng. Wow. Thì những ai mà sợ thì không nên xem video tới lúc này nha mọi người. Mọi người có thể xem video khác. Đó, những con lươn đã chảy máu rồi nha mọi người. Đó. Cận cảnh hàm răng sắc nhọn của nó nè. Mình nghĩ tới cảnh tượng mà những hàm răng này nó cắm vô cái tay của con người á thì rất là đau nha mọi người. Nếu mà ở cái size lớn hơn của con cá sấu hoa tiễn này thì nó còn đau hơn nữa. Cái răng của nó lớn hơn, chắc hơn và cái lực cắn của nó mạnh hơn. Đó. Thì mình nghĩ là mất khoảng một vài phút để con cá sấu hoa tiễn này nó mới có thể nuốt hết con lươn này nha mọi người. Cảm giác của mọi người lúc này là như thế nào thì hãy comment cho mình biết ý kiến của mọi người nha. Đó. Thì để xem mất bao nhiêu lâu
Còn cá sấu hỏa tiễn này nó có thể nuốt con lươn. Nó phải lựa cái thế nha mọi người, nó phải cắn cho con lươn chết hẳn đi rồi nó lựa cái thế nó nuốt gọn, giống như là đợt trước nó nuốt con cá chép vậy đợt trước thì nó mất khoảng 5-10 phút nó mới nuốt gọn con cá chép lớn được. Trong đợt này thì có lẽ nó mất ít thời gian hơn vì con lươn này nó nhỏ hơn. Đó. Con lươn nó vẫn còn sống nha mọi người. Đó, cái đuôi nó vẫn còn ngoan ngoẩy luôn nè. Wow. Mọi người thì có thể xem qua điện thoại hoặc là tivi, còn mình thì đang xem trực tiếp luôn nha mọi người. Nó cảnh tượng rất là hãi hùng, thú vị, rất là nhiều cảm xúc. Thì bây giờ nó đã dùng cái phần ở trong nó nuốt con lươn nha mọi người. Mình không thấy nó dường như là ở phần bao tử hoặc cuốn họng của nó có một cái gì đó để nó kéo con lươn xuống. Đó, bây giờ nó đã nuốt hết con lươn rồi. Thì mọi người xem video này mọi người cảm thấy như thế nào? Mình thì cảm thấy con cá sấu hỏa tiễn này nó rất là hung dữ nha mọi người, nó ăn mồi rất là mạnh. Thì một vài ngày nữa mình sẽ, có thể là ngày mai mình sẽ dời con cá sấu hỏa tiễn này qua một cái hồ lớn hơn để cho nó có một cái không gian lớn hơn để nó bơi lội thoải mái tự do hơn nha mọi người. Thì ăn cái con lươn này á, nó có thể no được lâu lắm nha mọi người. Và mình sẽ cho nó ăn bớt lại, không cho nó ăn nhiều để nó lớn rất là nhanh. Thì mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình tới đây. Mọi người có ý kiến gì về video này hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo của mình nha.